này là kính thưa quý vị, quý vị đã cho Cường đến cuộc sống đến ngày hôm nay, cho Cường cái tên tuổi ba cái chữ cho bình thường, và đến ngày hôm nay nói thật quý vị là Cường không biết nói gì hơn, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Thì hôm nay nhân tiện lâu lắm mới về Xuân Mai, xin hỏi quý vị thích nghe cái dòng nhạc nó mạnh mạnh lên hay là lại chìm xuống? Em biết là mấy đại ca chỉ thích mạnh thôi. Đấy. Vậy bây giờ nhá, bây giờ sẽ là bản nhạc ngoại quyết lực quốc lời Việt mà nằm trong nhạc bay của Châu Văn Cường. Nhưng mà kính thưa quý vị, bản nhạc này thì Cường cũng đã vừa phối lại nhạc em mới càng đét này đẹp luôn. Nói thật là quý vị nóng loài mắt ra, sung sướng này đó. Đã xong cái lần này chạy về tiếp các dân chơi, các anh em Cường nó mở cái cà phê Sisa Dubai Phơi và Pha ở 15 Đào Duy Từ, Hà Nội. Nếu tất cả quý vị có dịp mà ra Hà Nội thì ghé qua 15 Đào Duy Từ nhá. Châu Văn Cường tiếp đón tất cả quý vị. Đấy. Sự hiện diện của quý vị là Châu Văn Cường rất là vui. Sự hiện diện của tất cả quý vị là sẽ tăng thêm thu nhập cho gia đình của Châu Văn Cường. Đấy. Thế chứ có gì nữa. Bây giờ xin mời quý vị cùng nghe với ca khúc Tình Nhạt Phai. Mời cả nhà cùng nghe cho em tạm ứng chào một tay để nó khích lệ lên tí. Theo sóng nước ngoài khơi, trôi đi bao niềm đau đã vây kín trong lời. Nếu đã có những lúc em biết rằng, dù đã sân khiến ra tình yêu, nhưng anh đã lạc vào cõi mơ, trong trái tim em luôn mong anh mau về đời. Thank you.
chiều, cùng nhau ngồi giây phút bên nhau yêu thương đầy say. Đời thật vượt qua nhiều thương đau, từ lúc em đi mang theo tình anh. Bay đi bay ôi bao loài chim đã về cánh lên trời. Nếu đã có nhân lực em biết rằng dù ta sẽ đi phương xa tìm em, nhưng anh đã làm vào mỗi giấc mơ trong trái tim anh được mong em bảo vệ đây. Em ơi em như con thuyền kia mãi lên để trôi theo sóng cơn ngoài khơi. Mà Cường đứng trên sân khấu hát, Cường nhận thấy là quý vị ở dưới có những con người nhìn Cường rất là thân thiện và cảm thấy là có một cái gì đấy nữa đang cảm thấy Cường hát ở trên nhưng người ta cảm thấy rất là hạnh phúc ở dưới. Cái điều này Cường thấy là đúng là kiếp trước là mình đã ở có tu, kiếp này có được hưởng lộc như vậy. Và những con người mà em đến một ngày bốn giờ rồi đến chúng tôi đến một quẻ đấy, nhất là mấy chị đang ngồi phía trước này, nói thật quý vị là như là